bạn có thấy video này không? Đây đúng thật là một video quá là căng thẳng. Ai là kẻ sát hại Real Man? Mình cứ tưởng Real Man đã bị chết trong video trước, nhưng mà cũng may là anh ấy không sao. Nhưng mà các bạn có biết ai là kẻ đã sát hại Real Man không? Nếu các bạn không biết, các bạn có thể bấm vào dấu chấm hang này và bấm vào video để coi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi gặp Real Man các bạn ơi. Anh ấy là một sinh lộng mới mà, đi gặp anh ấy thôi. Ui đằng kia kìa, anh Real Man, mình đã thấy anh ấy rồi kìa các bạn ơi. Làm sao bây giờ ta? Mình có lỗi với mọi người quá đi, làm sao bây giờ? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy các bạn? Sao tự nhiên anh ấy tự đứng một mình và tự xin lỗi bản thân vậy? Chuyện gì xảy ra vậy ta? Trời ơi, mình cảm thấy mình tệ hại quá, không được rồi, mình phải đi xin lỗi bọn họ thôi. Cái gì cơ, mấy bạn có nghe cái gì không? Anh Real Man nó sẽ đi xin lỗi bọn họ, nhưng mà bọn họ là ai và tại sao Real Man phải đi xin lỗi? Không được, mình phải đi coi thử chuyện gì đã xảy ra vậy các bạn. Ui các bạn ơi, anh Real Man đã đến gặp anh Camera, có chuyện gì vậy ta? Camera Man ơi, tôi tới rồi nè, tôi xin lỗi nha. Hả, xin lỗi vụ gì vậy trời? Mọi chuyện là hiểu lầm thôi, nghe tôi nói đi. Mau biến đi Real Man, tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Tôi không phải là người làm chuyện đó đâu mà, tin tôi đi. Hãy biến đi đồ đáng ghét, tôi không có tin anh đâu, muốn ra khỏi chỗ này đi. Ui cái gì mà chửi nặng như vậy, sao tự nhiên anh Camera Man lại chửi Real Man quá trời vậy các bạn? Trời ơi, Camera Man không tin mình rồi. Ui để bây giờ mình chạy theo Real Man cái coi các bạn ơi. Ui bây giờ là Real Man nó đến gặp Speaker Man kìa các bạn. Speaker Man ơi, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Không có chuyện gì cả, tôi với anh chẳng có chuyện gì để nói trời á. Cho tôi giải thích đi mà, tôi là người bị hại, tôi không có làm chuyện đó mà. Đem đây, tôi ghé anh, mình biến ra khỏi chỗ này đi. Ui giời, tới cả Speaker Man mà cũng chửi Real Man như vậy luôn sao? Trời ơi, lại một người nữa không tin mình rồi. Những siêu anh hùng trong Skibidi đều bây giờ đang gọi là quay mặt và ghét anh Real Man quá trời vậy ta. Bây giờ chỉ còn TV Man thôi, mình phải đi gặp TV Man mới được. Anh Real Man chuẩn bị đi gặp TV Man sao? Để mình coi anh TV Man có giúp đỡ anh ấy không nha. Hình như là đã tới khu tiết và khu này là của TV Man hay sao kìa. Ê, TV Man kìa. Người tới đây làm gì á, tên mấy khoai kìa. Hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi đi, tôi xin lỗi mà. Tôi hứa là tôi sẽ không làm mọi người thất vọng nữa đâu. Biến đi đồ khốn, ta có ghét người, ta không muốn gặp cái mặt người lần nào nữa đó. Bây giờ anh tha lỗi cho tôi đi, nếu anh không tha lỗi tôi không đi đâu. Nếu vậy tại cho người chết chết nè. Chạy gì vừa xảy ra bên Real Man vậy? Anh TV Man, anh làm cái gì vậy? Nói rồi không nghe hả, cái tên khẽ mội. Ôi, anh ấy đi mất tiêu rồi. Anh Real Man ơi, anh có sao không vậy? Sầu riêng hả? Anh không có sao đâu. Chuyện này của người lớn, em không cần quan tâm đâu. Trời ơi, cái gì mà không quan trọng cơ chứ? Em thấy chuyện này là càng ngày càng nghiêm trọng rồi đó. Tự nhiên tất cả mọi người trong Minecraft bây giờ ghét anh rồi. Bây giờ anh phải cần nói ra đi, em sẽ giúp cho anh để cho mọi người bớt ghét anh mà. Được rồi, mọi chuyện là như thế này. Hôm đó là một ngày đẹp trời và anh đã đến để gặp những anh hùng vũ trụ Skibidi. Hello mọi người, tôi đến rồi đây. Ủa Real Man, anh em có chuyện gì tới gặp chúng tôi vậy? Đúng rồi đó, có chuyện gì không Real Man? Tôi vừa mới đi khoan được cái này hay lắm nè. Cái này người ta hay gọi là viên đá sức mạnh đó. Và bây giờ thì tôi nghĩ là tụi mình hãy tập hợp hết sức mạnh vào đây đi, để có thể dùng những sức mạnh đó tiêu diệt hết bọn Skibidi trên thế giới này luôn. Đó này cũng hay đó, vậy là chúng ta hơi sáng sổ tại mỗi con bồ cầu đó rồi. Đúng rồi đó, bây giờ mọi người hãy tập hợp hết sức mạnh vào đây đi. Được rồi, tập hợp sức mạnh. Ôi mọi người ơi, thành công được kìa, viên ngọc đã có sức mạnh. Vậy là bây giờ chúng ta đã có thể tiêu diệt hết Skibidi rồi. Giọng của một người phụ nữ ở đâu vậy? Ở chừng đó là một cái bẫy. Nghe lời Speaker Man đi, tôi nghĩ là một cái bẫy của Skibidi đâu. Không được, một người đang gặp hoạn nạn thì tôi không thể nào mà không cứu họ được. Tôi phải đi cứu bọn họ đây. Không được, nếu như cậu đi thì chúng ta sẽ mất hết sức mạnh đó. Nhưng mà chúng ta phải cứu người chứ, người ta đang cần sự giúp đỡ. Không được đâu, tôi sẽ đi cứu người. Không có đi, tôi đi. Không được đâu, tôi đi. Ủa, sao mình nghe giọng của người ta ở đây mà không gặp ai vậy? Thôi đi sâu vô một xíu nè. Có ai đó, ai đang cần sự giúp đỡ vậy? Trời ơi. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy thiệt sao? Đồ ngu, tao đã dạy dòng để lừa mày đó. Giờ ta sẽ lấy hết sức mạnh của mày. Đó, mọi chuyện là do tên Skibidi lừa anh, anh bị nó lừa. Hả, trời đất ơi, anh Real Man nó bị tên Skibidi đáng ghét nó lừa sao các bạn? Hèn gì bây giờ tất cả mọi người trong vũ trụ Skibidi đều đã ghét anh Real Man tại vì anh ấy đã đánh mất sức mạnh cho tất cả mọi người. Ê, bây giờ anh phải mau chóng đi tìm tên Skibidi đó để giành lại sức mạnh cho mọi người. Nhưng mà đau quá, cái vết thương do TV Man hồi nãy đâm anh bây giờ vẫn còn đau quá. Đúng rồi mấy bạn ơi, hồi nãy anh TV Man đã có một pha cầm dao đâm anh Real Man luôn, nên bây giờ mình phải làm sao để giúp cho anh ấy, đừng có để cho mọi người ghét nữa. Bây giờ mọi người ghét anh ấy quá trời rồi. Hả? Gì còn mày ở đây à? Tên Skibidi đó kìa. Bọn Skibidi của chúng ta giờ quá là mạnh rồi, ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn mày luôn. Không xong rồi, sao riêng à, em phải mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm. Em đi nói gì quá đó. Trời ơi, anh ta đang bắn anh Real Man kìa, chết rồi, không xong rồi mày ơi. Sao riêng à,
hãy mau nhờ đến sự giúp đỡ của những người còn lại trong siêu anh hùng Skibidi, nếu không thế giới này sẽ bị diệt vong đó. Hả? Em ấy biết rồi, chết rồi, bây giờ hắn ta đang bắn anh Rio quá trời, anh ấy đang cầm chân ngựa lên tên Skibidi đó rồi, bây giờ mình phải cần tìm những anh hùng kia mới được, bạn ơi nhanh lên. Ôi cuối cùng thì mình cũng đã lập được anh camera rồi, anh cameraman ơi, anh cameraman ơi, bây giờ anh hãy giúp anh Rio Man với anh ấy đang gặp chuyện rồi. Cái gì Rio Man sao? Cái tên đấy đấy đó, em đang giúp cho hắn ta, anh không còn niềm tin với hắn ta nữa, em đi về giùm anh cái. Trời đất ơi, anh hãy tin em đi, anh ấy đang gặp chuyện rồi đó, bây giờ anh không giúp là tất cả thế giới thì chúng ta sẽ bị hủy diệt luôn đó anh ơi. Đêm. Trời ơi, sao mà phủ phàng quá vậy? Còn anh Speakerman các bạn à. Ui, cuối cùng thì mình cũng đã gặp được Speakerman rồi. Anh Speakerman ơi, bây giờ anh hãy giúp cho bọn em với. Bây giờ anh không giúp là thế giới chúng ta sẽ bị hủy diệt đó. Cái gì? Giúp cho tên Real Man sao? Em đã bị hắn ta lừa đó. Hắn ta đâu có tốn vậy đâu. Hắn ta chỉ đi lợi dụng em thôi. Không có đâu anh ơi, anh ấy đang bị thương và bây giờ anh ấy còn bị tên Skibidi đó đánh nữa rồi. Còn lâu anh mới tin hắn ta nữa. Ta mất niềm tin với anh rồi. Rồi xong luôn mấy bạn ơi, anh Speakerman đi mất tiêu luôn rồi. Em tới đây có chuyện gì vậy sao em? Em đang muốn cầu xin anh giúp anh Real Man đi, bây giờ anh ấy đang gặp hoạn nạn rồi. Nếu gì em tới đây nói chuyện với anh Real Man đó, em đừng có nói chuyện với anh nữa. Hả? Tới cả anh TV Man cũng không muốn nghe luôn mấy bạn ơi. Trời, tự nhiên bây giờ mình cảm giác mình bế tắc quá đi à. Mình không còn cách nào có thể giúp cho Real Man hết trơn á. Anh ấy đang bị đánh một cách tơi tả luôn mà bây giờ mình còn đứng ở đây không chịu ai giúp anh ấy luôn. Trời ơi, phải làm sao đây, không ai tin mình hết mấy bạn ơi. Nếu như không ai tin em thì làm chẳng qua vậy. Đây chính là siêu anh hùng đồng hồ Clockman mà. Anh hiểu những gì mà em đang cố giải thích mà. Dạ anh sẽ giúp em. Ủa vậy thì anh giúp em bằng cách nào vậy? Dạ hãy đi về quá khứ cùng với anh. Hay cha. Ủa đây là đâu vậy? Được rồi, tới đó em nhìn kìa. Ui mấy bạn ơi, hình như là đây là cái khúc mà anh Real Man đã kể cho mình là anh ấy chuẩn bị nói chuyện với TV Man để đi đâu nè. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi giải cứu bọn họ đây. Ui, anh Real Man đã đi cứu người rồi nè. Mình phải bảo vệ thế giới này sẽ được an toàn thôi. Ui, lúc này là cái lúc mà anh Real Man đã bị lừa nè anh Lockman ơi. Đúng rồi đó, giờ em phải lựa chọn thời điểm để ăn cắp cái viên ngọc ở đây. Lựa chọn thời điểm sao? Mình có cách rồi. Ủa, sao mình nghe giọng của người ta ở đây mà không gặp ai vậy? Trời, đi sâu vô một xíu nè. Có ai đó, ai đang cần sự giúp đỡ vậy? Ai vậy? Trời ơi. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy thiệt sao? Đồ ngu, tao đã dễ dọng để lừa mày đó. Ui, cái cảnh này là cái tên Skibidi nó sẽ lao xuống dưới và lấy hết sức mạnh của Real Man nè các bạn. Đúng rồi đó Sầu Yên, giờ em hãy lao tới đó mà lấy viên ngọc đi và chúng ta trở về tương lai. Em hiểu rồi. Được rồi, bây giờ hãy đưa viên ngọc cho ta. Hãy ta lao xuống rồi, được rồi. Bây giờ bắt đầu kế hoạch lấy viên ngọc ở nào hãy cha. Quay lấy được rồi nè mấy bạn ơi. Hay lắm Sầu Yên, giờ chúng ta quay về tương lai thôi nào. Dạ ok, lúc này thôi, quay về tương lai thôi. Hãy cha. Ui, bây giờ mình đã trở về hiện tại rồi nè. Tàu Yên, về mới cầm viên ngọc đó đi, đưa cho Real Man để Real Man tiêu diệt tên Skibidi kia. Dạ em hiểu rồi, được rồi bây giờ mình sẽ đưa viên ngọc này để cho anh Real Man tiêu diệt tên Skibidi kia nha các bạn. Được rồi đi thôi. Ui bây giờ tên Skibidi nó hắn ta chỉ còn đứng ở đó kìa các bạn ơi. Trời ơi, bọn họ trong dẫn đồn đang đánh nhau kìa. Được rồi, viên ngọc này được tương lai rồi, mình phải đưa cho anh Real Man thôi. Ui tôi nghiện anh Real Man quá, anh Real Man ơi, cái viên ngọc của anh nè. Hả sao đi, em tìm được viên ngọc đó rồi hả? Sao em làm được vậy? Thôi bây giờ chuyện đó không quan trọng đâu, bây giờ anh hãy cầm viên ngọc đi, lấy sức mạnh anh tiêu diệt hắn ta đi. Được rồi, để anh. Ta đã có sức mạnh của máy khoai siêu cấp, hãy xem tới đây. Máy khoai siêu cấp là gì vậy? Làm sao bằng sức mạnh của ta được? Giả hình được ra, hãy coi đây. Hi cha. Wow, tên kia. Wow, anh Real Man đã chiến thắng rồi kìa anh ơi. Trời đất ơi, vậy là bây giờ chắc chắn mọi người, những người bạn của anh chắc chắn sẽ không còn ghét anh nữa rồi. Ui, bây giờ là anh TV Man đang đến kìa. Ồ, thì Real Man anh bị hại sao? Trời, xin lỗi vì đã ghét anh nha. Ui, cái đó là anh Speakerman kìa, anh ấy cũng đã đến đây luôn rồi kìa các bạn ơi. Ôi, tôi cũng tới đây luôn nè. Ui, có cả nha. Anh cameraman luôn nè. Ui, vậy là tất cả mọi người ở đây đều không còn ghét anh Real Man nữa rồi các bạn à. Ôi, mọi người đã đến đây thay lỗi cho tôi sao, tôi vui lắm. Và anh cũng cảm ơn em nhiều nha Sầu Riêng, nhờ em mà mọi người mới hết hiểu lầm và hết ghét anh đó. Dạ không có chi đâu anh ơi, chuyện đó cũng là chuyện nên làm thôi. Ok, video Real Man thì bị ghét đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn coi video liên quan về Real Man bị sát hại, các bạn hãy like vào video này nha. Còn bây giờ, bye bye, chúc các bạn ngày tốt lành. See ya.